Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có những câu kinh thánh là Côn Tô Nhi đoạn 10. Xin chúng ta cùng nhau mở ra Côn Tô Nhi đoạn 10. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 cho đến câu số 6. Nhờ đức nhu mì và nhân từ của Chúa Cứu Thế, tôi Phaolô này khuyên anh chị em, tôi là người mềm mỏng khi ở trước mặt anh chị em, nhưng lúc vắng mặt lại rất cứng rắn đối với anh chị em. Đến khi đó mặt, xin anh chị em đừng để tôi bạo dạn dùng biện pháp mạnh mà đối xử với những người cho rằng chúng tôi sống theo xác thịt. Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy các thần lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải phân phục Chúa Cứu Thế. Và khi anh chị em đã hoàn toàn phân phục, chúng tôi cũng sẵn sàng xử phạt mọi hành động không vâng lời. Hallelujah! Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là tác giả của Kinh Thánh và Ngài là giáo sư lớn của chúng con. Xin dạy dỗ chúng con. Và lời của Ngài là thần linh và sự sống. Lời của Ngài ích lợi cho chúng con. Lời của Ngài là sự sống, sống và linh nghiệm, sắc hơn gương hai lưỡi, thấu vào chia hồn linh con tỷ, dò xét tư tưởng ý định trong lòng của chúng con. Và nguyện lời của Ngài đến, và quyền năng của Đức Thánh Linh cũng đến, phá đổ mọi đồn lý, mọi lý luận và sự tự cao dấy lên nghịch cùng sự hiểu biết được chúng con. Bắt mọi ý tưởng sẽ làm tôi vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này, đặt thì giờ trọng thể, xin Thánh Linh dạy chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hôm nay thì chúng ta sẽ học đề tài, đó là giải cứu tâm trí. Amen. Giải cứu tâm trí của chúng ta. Vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy mọi các thần lũy, đánh đổ các lý luận, mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế. Amen. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa ngày đến với chúng ta. Và chúng ta biết được rằng quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng rất lớn. Quyền năng mà Ê-phê-sô đoạn 1 câu 19-20 đó, gọi là quyền năng vĩ đại siêu việt, khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Và quyền năng đó ngay ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta có quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và quyền năng đó tác động một cách rất là mạnh mẽ để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Nói về biến đổi cuộc đời chúng ta là nói chung chung cả cuộc đời của mình, phải không? Cả cái linh hồn thân của mình. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta muốn nói đến là quyền năng đó phải phá đổ những cái tâm trí cũ của chúng ta, đạp đổ mọi đồn lý, mọi lý luận, mọi sự tự cao giá lên nghịch cùng sự hiện diện Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta cần phải hiểu được điều này để chúng ta trở thành những con người
đó tư tưởng của Chúa Cứu Thế, đó tâm trí của Chúa Cứu Thế. Amen. Khi Thần Linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta, sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu, đồng ruộng phì nhiêu như rực rỡ. Amen. Khi Thần Linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta thì sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu. Amen. Có nghĩa là khi Thánh Linh đổ xuống trên chúng ta thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Amen. Một cuộc đời từ con người tội lỗi trở thành con người thánh của Đức Chúa Trời. Một con người tệ nạn xã hội trở thành những con người ích lợi cho xã hội này. Amen. Một con người không ra gì dốt nát nhưng mà trở thành những con người làm cho những người khôn ngoan phải hổ thẹn. Amen. Đức Chúa Trời sử dụng những con người không ra gì hết như là Phi-rơ, một người rất là lao động bình thường, trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời, là sứ đồ của Đức Chúa Trời, hay là những người lãnh đạo rất quyền năng của Đức Chúa Trời. Và những người khôn ngoan đời này không thể nào sánh bằng những người mà Đức Chúa Trời đã ở cùng, đã chọn lựa. Amen. Trong Ê-xê-chiên 47 nói rằng là câu 8, câu 9 nó là khi dòng nước, dòng sông của Đức Thánh Linh nó chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Amen. À, con sông ra từ đền thờ, con sông ra từ đền thờ không phải là con sông bình thường nhưng mà chảy ra từ đền thờ. Amen. Và Chúa Giêsu, ngày Chúa Giêsu rao giảng phúc âm thì Thánh Linh ở trong Chúa Giêsu, và khi Chúa Giêsu đi đến đâu thì con người họ chạy đến đó, bởi vì trong Chúa Giêsu có một dòng sông, đó là Đức Thánh Linh. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là ai tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng người ấy. Theo như Kinh Thánh đã chép vậy, Ngài nói điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà ai tin Ngài sẽ nhận lãnh. Amen. Và con sông này con sông ra từ đền thờ, và Chúa Giêsu là đền thờ. Amen. Amen. Và con sông ấy chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Con sông đó chảy đến biển, nước biển trở nên ngọt. Biển chỉ về thế gian, và khi Chúa Giêsu đến nơi nào thì nơi đó trở nên ngọt ngào. Những cay đắng không còn nữa, buồn phiền không còn nữa, và tất cả đều trở nên tươi vui và ngọt ngào, bởi vì trong Chúa Giêsu có dòng sông Thánh Linh của Đức Chúa Trời để khiến nước biển trở nên ngọt. Amen. Thánh Linh đó đã đến trên đời sống của chúng ta, đã đến rồi. Amen. Đã đến rồi. Có một cái câu chuyện mà tôi kể lại, đó là gì? Adam đầu tiên đã phạm tội và khiến cho thế giới trở nên tội nhân. Vì bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, nhưng bởi tội lỗi nên có sự chết, và sự chết lan rộng khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Amen. Như vậy Roma đoạn 5, đoạn 3 câu 3 cho đến đoạn 5 câu 12 thì chúng ta thấy rõ rằng là bởi Adam mà đem sự chết đến cho nhân loại vì tất cả đều phạm tội. Và chúng ta thấy rằng là Adam được tạo dựng nên, khi tạo dựng nên xong thì được đưa vào thử nghiệm, và khi vào thử nghiệm cái là dương tính liền rồi, phải vậy không? Có phải vậy không? Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời có một chương trình hoạch định, đó là Ngài ban cho nhân loại một Adam sau cuối. Adam sau cuối này đưa vào thử nghiệm
không phải một lần nhưng mà tới ba lần là âm tính. Amen. Âm tính đối với tội lỗi. Amen. Có phải là trong Ma-thi-ơ đoạn 4 thì nói về Chúa Giê-xu bị cám dỗ tới ba lần không? Nhưng mà Ngài có dương tính không? Âm tính. Amen. Và qua Chúa Giê-xu chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Qua Chúa Giê-xu chúng ta được cứu rồi. Qua Chúa Giê-xu chúng ta có tất cả mọi sự. Và cảm ơn Chúa, tâm trí cũ kỹ của chúng ta phải bị phá đổ. Bởi vì cái tâm trí đó là cái tâm trí lý luận, kiêu ngạo, dấy lên nên cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời của sự mầu nhiệm, của tất cả những gì, của sự kinh dấu, sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va và sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta. Amen. Nên những gì mà Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thì đó là thuộc về chúng ta. Trong Đức Chúa Trời có nhiều bí mật, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta. Và khi Ngài bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhận lãnh. Và thế giới này người ta không thể biết được. Amen. Thế giới này người ta không thể biết được. Cảm ơn Chúa, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là một vũ khí chiến đấu của chúng ta, không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh đổ các lý luận. Chúng ta ở trong thế giới này phải nói rằng tội lỗi, sự chết, sự đau khổ, sự than vãn, sự lầm bầm, tất cả mọi cái tư tưởng ở dưới quyền lãnh đạo của quỷ vương, đó là kẻ cầm quyền của sự chết. Trong Hebrew đoạn 2:14 đó là quỷ vương là kẻ cầm quyền của sự chết. Mà khi chúng ta chưa có Chúa, hay là chúng ta đã tin Chúa rồi, hay là chúng ta đã thật sự là gọi là cơ đốc nhân rồi, nhưng mà thật sự chúng ta chưa được tái sinh, chưa thấy thiên đàng, chưa vào thiên đàng, và chúng ta thì chúng ta phải được giải cứu ra khỏi cái tâm trí cũ đó. Amen. Chúng ta phải được giải cứu ra khỏi tâm trí cũ. Roma đoạn 12 nói gì? Chúng ta nhớ không ạ? Roma 12. Chúng ta mở trong Roma 12 câu 1 câu 2 để chúng ta xem nào. Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lại của anh chị em. Đừng lập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh chị em. Tại sao Phao-lô ông có thể kêu gọi rằng là tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình làm sinh tế sống và thánh khiết. Tại sao Phao-lô ông kêu gọi, ông nài xin điều đó? Bởi ông biết rằng ông là người Do Thái, phải không ạ? Ông là chi tộc của Benjamin. Ông là người yêu mến Đức Chúa Trời, ông là người phục vụ Đức Chúa Trời, phải không ạ? Học dưới Gamaliel là giáo sư kinh thánh. Ông nói rằng ông là người phục vụ Đức Chúa Trời, ông là người giải kinh thánh, giải lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Nhưng mà thật sự ông dòng thống trong sự chết, phải vậy không ạ? Chúng ta nhớ rằng là luật pháp và ân điển hoàn toàn khác nhau. Con tôi gì đoạn 3 có nói nè. Ông nói rằng là
Đức Chúa Trời ban tôi cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, nhưng mà giao ước Thánh Linh. Vì chữ viết thì giết chết, mà Thánh Linh ban sự sống. Ở trong giao ước cũ đó là giao ước của sự chết, giao ước của sự định tội. Có người phạm tội thì xử, nhưng có ân điển gì cho đây. Amen. Và giao ước đó là giao ước của sự chết. Nên dù là dân Israel nhưng mà vẫn ở dòng thấm trong sự chết, tâm trí theo luật pháp, ý tưởng theo luật pháp. Nhưng mà bây giờ là Chúa Giêsu đến là Ngài giảng về ân điển. Amen. Là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, có nghĩa là chúng ta ăn năn thì được tha thứ, ăn năn để được tha thứ tội lỗi. Amen. Và nhận được cái sự cứu rỗi từ Chúa và nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và qua đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời để hướng dẫn, và tâm trí cũ này phải bị phá đổi. Amen. Amen. Phải phá đổi tâm trí của anh chị em là gì? Cái tâm trí nào, cái tư tưởng nào cần phải bị phá đổi? Cái tâm trí theo cái văn hóa của dân tộc mình, cái tâm trí theo cái truyền thống của dân tộc mình. Tôi không nói về truyền thống tốt, mà truyền thống mà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, đó là cần phải bị phá đổi. Amen. Cái tâm trí mà nổi loạn nó cần phải bị phá đổi. Cái tâm trí ý tưởng mà hay ghen ghét đó, phải phá đổ. Cái tâm trí thuộc về xác thịt đó, là phá đổ. Amen. Gian dâm ô uế, lương tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù bán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, xe xưa, mê ăn uống cùng các thì khác giống như vậy. Tôi nói với anh chị em, ai phạm những điều thế ấy thì không hưởng được Đức Chúa Trời. Tâm trí đó phải phá đổ. Amen. Những gì thuộc về xác thì những gì thuộc về sự chết phải bị phá đổ, không thể dung dưỡng nó một tí nào cả ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống và thánh khiết. Sinh tế sống là sinh tế như thế nào? Có nhiều người nghĩ là sinh tế sống có nghĩa là mình đang sống đây. Đúng, mình đang sống là sinh tế sống, đúng không? Không phải sinh tế chết là mấy con chiên mà phải giết nó rồi xong đó mà dâng sinh tế, là sinh tế chết phải không? Nhưng mà Chúa nói rằng sinh tế sống và thánh khiết. Sống và thánh khiết có nghĩa là Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta sống lại, chứ không phải là sống trong tội lỗi này, sống trong sự chết nữa. Bởi vì đấng Thánh Linh của đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại, đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó ở trong anh chị em, để làm cho những chi thể trong thân thể hai chết của chị em sống lại. Tức là những chi thể trong thân thể của chúng ta mà nó dầm thấm trong tội lỗi, trong sự chết đó, gọi là những công việc chết đó, thờ lại hình tượng, thờ lại ma quỷ, thờ lại người chết, rồi đồng bóng bói qua tà thuật, coi như là mê tín gì đó, tất cả những gì thuộc về xác thịt, tội lỗi đó, tất cả những điều đó là sự chết, ở trong sự chết. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần Thánh Linh của Chúa làm cho sống lại. Amen. 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 Phá đổi những cái tư tưởng đó, chúng ta phá đổi. Ví dụ như là bữa nay là ngày mà tiếng ăn cầu nguyện, chúng ta chuẩn bị để tiếng ăn cầu nguyện thì chuyện này chuyện kia nó xảy ra. Hôm qua cô Nhân đã làm chứng lại, chuẩn bị sẵn sàng xe để mà dẫn cái người bị ma quỷ áp chế đó đến trong cái hội đồng tiên ăn để giải cứu. Nhưng mà chiều hôm kia đó là bắt đầu nó nổi cơn lên, nó không chịu đi, nó
quậy phá thì gia đình sợ quá, không dám dặn đi. À, cái tư tưởng của họ sợ hãi, tư tưởng của họ nó rằng là không thể đi được, và cuối cùng là không dẫn con của mình đến để giải cứu. Những cái tư tưởng đó cần phải phá đổ. Amen. Amen. Có nhiều người sáng ngày mai là chủ nhật, tối hôm nay là đau bụng, tối hôm nay là vợ chồng cãi nhau, bực qua sáng mai không đi nhau. Tư tưởng đó phải phá đổ. Amen. Phải phá đổ. Chúng ta phải ưu tiên hàng đầu. Phải ưu tiên hàng đầu, bởi vì chúng ta là của lễ sống và thánh khiết. Đó là sự thờ phượng phải lễ của anh chị em. Bây giờ chúng ta trở thành của lễ sống và thánh khiết là bởi thánh linh của Ngài thánh hóa, bởi huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống. Thì chúng ta phải ưu tiên hàng đầu trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn những cái tư tưởng kia phá đổ. Amen. Tư tưởng nào nữa cần phá đổ? Sự buồn rầu nó đem đến cho chúng ta, nó làm cho chúng ta xương cốt khô héo, đúng không? Trong danh Chúa Giêsu Christ ta phá đổ mày. Satan đi ra, linh của sự buồn rầu đi ra, làm chưa chấp rắc rưởi đó. Amen. Amen. Đó là câu chuyện mấy đứa nhỏ mà nó rất là nhạy bén thông minh. Trong cái trường hợp Chúa phóng hưng những đứa nhỏ thôi, 2-3 đứa nhỏ thôi, nhưng mà khi nó thấy một cái bóng đen vào trong ngôi nhà của nó, khi nó vào trong ngôi nhà đó, nó ngủ thì bóng đen hiện ra nói với mấy đứa nhỏ rằng là: "Ta là Chúa của khu vực này, các ngươi phải cúi xuống mà thờ lại ta." Đây có một đứa nhỏ nó nói: "Ta không có thời giờ để nói chuyện với các ngươi, đi ra khỏi." Mấy đứa nhỏ tuyệt vời không? Nó biết đó là quỷ mà. "Ta không có thời giờ nói chuyện với các ngươi đâu, đi ra khỏi." Nên là phải đi thôi, bởi vì mình có quyền trên nhà của mình. Amen. Mình có quyền ra ứng ma quỷ. Amen. Mình có quyền có thể đắc đổ mọi tư tưởng, mọi linh lục khi lời của Đức Chúa Trời đấy. Hãy nộp vào phần 10, hãy đem một phần 10 vào kho, hãy làm điều đó thử ta. Ta mở cửa sổ từ trời đổ phước xuống mà các ngươi không chở chứa chăng, rồi ta sẽ vì bảo vệ hoa quả ngoài đồng của ngươi được bảo vệ, được phước. Cái ma quỷ nó nói rồi, giờ đang thiếu sao ra phòng 10 rồi. Phòng 10 là cửa ước nước pháp, nhưng bây giờ ăn điểm rồi, dân có thôi. Mình phải nói là trong danh Chúa Giêsu ta phá hủy đi đồ mỹ, ta phá hủy tư tưởng này, mày đi ra không có lười giống ta. Cái điều vô cùng quan trọng ở đây không phải là tự ước hay là tâm ước, mà anh chị có tin lời của Chúa như vậy không? Anh chị có tin thì anh chị làm. Amen. Bởi vì bây giờ chúng ta sống bởi đức tin. Ở đây phần 10 nói từ Abraham kia mà, chúng ta là dòng dõi của Abraham đúng không? Cái đâu phải trong thời kỳ luật pháp của Môi-se đâu. Thì nhiều người ta lý luận, lý luận là cuối cùng là không nhau. Lời của Chúa chép như vậy, anh tin, anh dâng thì anh được phước. Đây là đòi hỏi đức tin cho không. Tôi không muốn nói cử ước tăng ước gì đâu. Bây giờ anh có tin, ai tin thì dâng đi, đừng có lý luận gì hết. Amen. Biết bao nhiêu tư tưởng để đời sống của chúng ta cần phải bị phá đổ. Chúng ta phải giải cứu tâm trí của chúng ta. Hãy giải cứu tâm trí, bởi vì các người biết lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha các người. Amen. Trong Giăng đoạn 17 câu 17 nói gì?
thì cha nó lấy lại tập khiến họ nên thắng vì lời cha đã thật. Amen. Lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật và lời này khiến chúng ta thánh khiết. Lời này đã thánh hóa đời sống chúng ta. Amen. Lời của Chúa thánh hóa đời sống của chúng ta chứ không phải là những cái gì của thế gian này, không phải là từ xác thịt, không phải là từ những gì thuộc về Satan, nhưng mà lời Chúa thánh hóa chúng ta. Chỉ có lời Chúa, chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời, chỉ quyền năng của thánh linh của Đức Chúa Trời mới đặt đổ mọi đồ lý, phá đổ mọi lý luận trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự nó không còn những cái tư tưởng đó nữa. Tư tưởng đó là tư tưởng xấu. Gia cơ đó là cái tư tưởng mà ghen ghét rồi mọi thứ làm bằng món đất, những thứ nó không phải từ trên mà xuống từ, nhưng từ dưới đất, từ ma quỷ, từ xác thịt. Amen. Tất cả cái gì từ ma quỷ, từ xác thịt, từ dưới đất này phải phá đổ. Amen. Không để lại trong tâm trí của chúng ta. Chị em nhìn thấy một cái tiền đồn đó, thì có nhiều cái lô cốt đó, đúng không? Phải vậy không? Có nhiều cái lô cốt muốn chiếm cái tiền đồn đó là phải phá hủy trung ương trước, phải không? Tức là phá hủy cái lô cốt nào mà có trung ương trước, phá rồi nó còn mất chỉ huy rồi là phá đổ cái khác rất là dễ. Amen. Nên trung tâm thần kinh của chúng ta có những gì thuộc về sự chết, có những gì thuộc về xác thịt, thuộc về tội lỗi, thuộc về thế gian, phải phá đổ trong danh Chúa Giêsu Christ, trong não bộ của chúng ta phải phá đổ trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ai đã từng phá đổ tâm trí của mình? Nhớ chị hai đó, đang ngủ tối với ông già đã chết, ông về cái ông nói bà xích vô cho tôi ngủ đi, bà theo phản xạ thì bà cũng xích vào, nhưng mà khi thánh linh nhắc là nhớ rằng là người chết không trở về nhà, đây là kẻ lừa dối, ma quỷ nó lừa dối, nó giả chồng của mình nó về, và nó trong danh Chúa Giêsu Christ, linh của sự chết đi ra khỏi ta, đi ra khỏi phòng của ta, đi ra khỏi, và lần thứ ba nó phóng cái ám ra khỏi phòng, đó là kẻ lừa dối. Amen. Phải vậy không? Chúng ta, nếu chúng ta không biết, chúng ta dễ dàng sẵn sàng xích vào để cho người chết có thể ngủ, và nó không có để yên cho chúng ta đâu. Nó sẽ lầm tình, nó sẽ để làm nhiều thứ để làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, sẽ làm ô uế đền thờ này. Và trên thế giới ngày hôm nay có khoảng, theo thống kê có khoảng tới 70% là những cái tà linh lừa dối, linh tạo dâm, nó về nó ngủ với những con người. Tôi đến một học thánh người Hà Bông giải cứu mấy ngày, trong đó thì mới nói chuyện có 5 cặp gia đình thôi, mà họ nói rằng là tụi em tối nào tụi em ngủ, hai chồng ngủ thì cũng có người thứ ba ngủ chung, và đây là cái điều mà nó duy trì từ cốt lõi của dòng dõi của bản làng, bởi vì thầy phù thủy nó gọi là thầy mo, nó làm chủ cái làng của họ. Trước khi hôn nhân thì nó ngủ trước, con gái thì trước khi lấy chồng mà ngủ với thầy thì là được phước lắm rồi. Nên nó linh nó duy trì, bây giờ nó là vợ chồng đó là thuộc của nó, nó khiến nó làm đủ mọi thứ, nên dâm loạn đủ mọi điều, rất là kinh khủng, làm ô uế đời thờ của chúng ta. Nên chúng ta cần phải biết phá đổ, biết bao nhiêu điều chúng ta cần phải phá đổ, một cái đồng lý nào đó, cái lý luận nào đó phải phá đổ. Amen. Tôi không thể nói hết được, bởi vì nếu mà nói hết thì chắc cả ngày nó có không xong đâu, phải không? Nhưng mà Chúa cho chúng ta biết rằng là chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, là bộ lễ sống và thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Nên là cái đền thờ này, rồi thân xác này, rồi
được Chúa làm cho thánh khiết, được Chúa thánh tẩy, thì chúng ta biết rằng là để thờ phượng Đức Chúa Trời, đây là hợp lẽ của Đức Chúa Trời, ưu tiên hàng đầu trong công việc thờ phượng của Đức Chúa Trời. Amen. Không để cho ma quỷ lừa dối chúng ta. Có nhiều người yếu đuối trong cái việc bệnh tật, bệnh tật hoài, đến nỗi mà NDC cũng chết vì bệnh tật. Chúng ta cái tư tưởng bệnh tật đấy hãy đuổi đi, phá hủy nó. Amen. Phá hủy nó trong danh Chúa Giêsu Christ, phá hủy. Chúng ta cứ kiên trì phá hủy, bởi vì nhiều lúc bây giờ nó dọc thấm trong chúng ta rồi, nó có làm chúng ta bệnh tật, rồi ngày mai bệnh tật, rồi chữa lành, rồi bệnh tật, rồi uống thuốc, rồi chữa lành, cứ như thế mà nó cứ trở thành giống như là mình chìm ngập dầm thấm trong cái bệnh tật đó, mình quen rồi, và mình cứ như mỗi bệnh tật rồi mình uống thuốc, và cứ để bệnh tật nó mãi mãi nó tự do trong đời sống của chúng ta. Không, phải quyết liệt từ đây đi, phải phá hủy linh của bệnh tật ra khỏi, tư tưởng bệnh tật phải ra khỏi, và công bố ra Chúa Giêsu, Ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn rồi, bệnh tật tội lỗi rồi rủa xả Ngài gánh hết cái tật tự do rồi, và có sự chữa lành cho không để bệnh tật này gia nhập trong đời sống của mình. Phải quyết liệt, chúng ta hãy mạnh mẽ trong tâm linh. Nhiều lúc tâm linh anh chị em hơi yếu, nhưng mà hãy mạnh mẽ trong tâm linh và phải đầy dẫy quyền năng của thánh linh để mà phá đổ. Đừng rập khuôn theo đời này. Đời này có cái khuôn mẫu, đúng không? Ví dụ như là đám tang thì có cái khuôn của đám tang, phải không? Thờ cúng rồi tụng rồi coi như mời thầy rồi, phải làm đủ một cách hết. Nhưng mà mình đám tang thì mời một sư tới, chứ không phải là mời mấy thầy, không phải làm theo cái kiểu của họ, nhưng mà phải làm theo cái kiểu của Chúa. Amen. Đám cưới cũng vậy. Amen. Bất cứ đám nào, lễ nào thì chúng ta cần phải đúng đắn theo lời của Đức Chúa Trời, dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta cũng không tham gia vào thần cúng hình tượng, không có tham gia vào, cũng không nộp tiền để mà xây nhà để thờ cúng, không nộp tiền để xây chùa. Amen. Bởi vì sao? Chúng ta làm như vậy là chống thần với Đức Chúa Trời. Chúng ta là người thánh của Đức Chúa Trời, là phải là đầu tư trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải đầu tư cho vương quốc của sự dân. Đừng rập khuôn theo đời này. Amen. Cái gì nó thuộc về đời này là chúng ta không làm theo. Amen. Amen. Giống như rượu chè gì đó thì chúng ta đã ra khỏi rồi, cờ bạc chúng ta đã ra khỏi nhiều rồi, không? Chúng ta đã ra khỏi thời cúng hình tượng nhiều rồi, phải không? Ồ, nhưng mà còn nhiều cái thói quen, chúng ta cần phải ra khỏi. Amen. Phải ra khỏi, phá độ, phải giải cứu tâm trí của chúng ta. Có một điều vô cùng quan trọng là đã gắn bó với đời sống của mình, đó là gì? Chúng ta nhớ không? Người ta hay nói là gì? Lâu quá không xài nó quên. Người ta nói về gì? Điền ăn uống rồi. Nói về tài chính á, hay lo về gọi là cơm áo gạo tiền. Hả? Cơm áo gạo. À, cơm áo gạo tiền, cái đó hay quên quá. Đó là cơm áo gạo tiền. Chúa biểu là mình không có lo về ngày mai ăn gì uống gì mặc gì, điều đó là dân ngoại thường tiên, không phải là các người, đúng không? Dân ngoại nó mới tiền, nhưng bây giờ có Chúa rồi còn tiền cái gì đó thì làm gì? Hãy xem chim đời không gieo không gặt, đến cái đời vẫn nuôi nó. Amen. Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, không xem tơ kém chị nhưng mà vẫn đẹp hơn cả là cái áo của Salomon nữa, một vị vua giàu có nhất thế giới, áo ông rất là đẹp đó, mà không bằng hoa huệ đâu. Amen. Nên là chúng ta bây giờ ở trong Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta không lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà hãy phục vụ Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua chúng ta nhớ không, Chúa sẽ phân biệt rõ ràng người nào phục vụ Đức Chúa Trời, người nào không phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Chúa sẽ phân biệt,
kẻ công chính, kẻ gian ác, người công chính như thế nào, Chúa sẽ phân biệt ra và thấy rất rõ người phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời, người có thánh linh của Đức Chúa Trời, người không có thánh linh của Đức Chúa Trời, người xác thịt của người đầy đầy Đức Thánh Linh hoàn toàn khác nhau. Chúng ta muốn sống với Đức Thánh Linh là sống sống với xác thịt. Đó, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời từ trời đã giáng xuống ở bên trong chúng ta thì quá sướng luôn. Mà chúng ta không nhờ cậy Thánh Linh là điều vô cùng thương tiếc luôn. Đúng không? Báo tin luôn ấy. Amen. Bởi vì thật sự tuy sống mà chết. Chúa nói là tuy sống nhưng mà chết. Nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời là vô cùng quan trọng, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta thì hãy để cho Thánh Linh cài xới cuộc đời của chúng ta. Như Hebrews đoạn 6 là anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, là nhà của Đức Chúa Trời xây. Amen. Hãy để Chúa cài xới trong tâm lòng của chúng ta. Hãy để cho tâm trí của chúng ta, Thánh Linh biến đổi tâm trí của chúng ta, như Ephesos đoạn 4 câu 24. Hãy biến đổi tâm trí. Và mà hãy để cho Thánh Linh biến đổi tâm trí của chúng ta để chúng ta trở thành những con người có tâm trí mới. Amen. Thánh Linh quá tuyệt vời. Mỗi một người đều có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở bên trong. Nhưng mà có nhiều người nhờ cải Thánh Linh của Chúa, tâm tình ở Đức Thánh Linh, giao thông Đức Thánh Linh của Chúa, nói chuyện Thánh Linh, rồi Thánh Linh bày tỏ cho mình tương lai như thế nào, mục đích ra sao. Thánh Linh bày tỏ cho mình cái lời khôn ngoan, lời đi trước, có những lời tiên tri nói với người khác. Nhưng mà mình không có chịu nhờ cải Thánh Linh của Chúa và đáng tiếc vô cùng luôn. Tôi nói với anh chị em rằng nếu mà anh chị em có một kho châu báu, kho vàng kim cương nữa chứ không bằng Đức Thánh Linh đâu. Amen. Không thể sánh bằng Đức Thánh Linh được. Nên khi chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta có tất cả mọi sự rồi. Nếu không có Thánh Linh làm sao chúng ta đuổi quỷ được? Nếu không có Thánh Linh làm sao chúng ta chữa lành? Một hội thánh anh em lên Đà Lạt khi đặt tay giải cứu một người bị quỷ nhập, cái nó nói tụi bay xem lại, tụi bay còn Thánh Linh không mà đuổi ta. Đó là sự thật. Có Thánh Linh chúng ta mới đuổi quỷ được. Xác thịt này không đuổi quỷ được. Không phải dùng danh của Chúa Giêsu Phaolô như là bảy con trai của Sê-va, nó là ta nhân danh Chúa Giêsu của Phaolô mà đuổi chúng bay. Nó áp tới, nó xé xác luôn, xé quần áo, chạy rồi thương tích tay mình. Đó vì sao? Có Thánh Linh chúng ta đuổi quỷ. Amen. Không sợ hãi. Linh mà làm cho chúng ta sợ hãi trước con quỷ thì chúng ta đuổi nó đi. Linh sợ hãi ra quả thật. Và mình phải biết đứng trước cái hoàn cảnh đó, mình là người mà Chúa giao cái quyền dân danh Chúa mà trừ quỷ rồi. Ta có quyền trên ma quỷ là chúng ta nhân danh Chúa đủ quỷ, chứ không phải là nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Thì ông Canát thật ra ông nói chuyện, ông nói là Chúa Giêsu đến là dạy ông về giải cứu đủ quỷ. Cái rồi đang thi Chúa Giêsu với ông, Chúa Giêsu đứng trên đầu giường với ông, thì ông thấy con quỷ đứng chính giữa giống con khỉ, nó khịt giống y như khỉ, nó trò hề mà nó khịt mà sao mà nó ra khoái không, nó làm cho ông bực mình, nó không thấy Chúa cách mờ mờ. Ông chờ đợi Chúa đuổi mà Chúa không đuổi, ông chờ lâu quá, nó con quỷ kia trong danh Chúa Giêsu mày cút, nó ngã cái bật dưới đất. Ông nói là không phải, nằm đó cút đi, nó bỏ, nó chạy một hơi. Xong đó ông nói Chúa ơi, Chú thông cảm cho con qua mặt Chú một tí, Chú thông cảm cho con nha. Chú cười, Chú nói nếu mà con không đuổi thì ta cũng không đuổi. Có sao vậy Chú? Ta giao cái quyền đó cho con rồi mà, đúng không? Ta giao cho con rồi thì con đuổi cho ta đuổi gì nữa, chẳng ta đuổi được ta nhắm chân lên con sao, phải vậy không? Cái quyền đuổi quỷ, cái quyền chữa lành, cái quyền trên tội lỗi, cái quyền trên thế giới, cái quyền trên cung loài vạn vật là cái quyền của chúng ta. Khi Chúa Giêsu là Adam sau cuối này đã chết và đã sống lại rồi thì Ngài giao cái quyền đó cho chúng ta, cái quyền quản trị đầu tiên mà con người mà Chúa giao đó, bây giờ Chúa giao lại, và bây giờ trên cả quyền Satan nữa. Amen. Bây giờ chúng ta làm cho hiểu Chúa làm gì,
À, vậy mình là 39 đúng không? Cái lý do mà người ta hư lộn xộn ở chỗ này đó là nhìn vào Chúa Giêsu. Họ nói Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đủ quy, Chúa Giêsu chữa lành. Nên mình không có đủ quy được, không có chữa lành được. Nhưng mà họ không có hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã trở thành con người thật sự mà. Amen. Ngài là một con người thật sự mà, Ngài phải đầy dẫy Đức Thánh Linh mà. Rồi Đức Chúa Trời xích dầu cho Chúa Giêsu gặp Thánh Linh và quyền phép mà. Đến thời cựu ước, Chúa xích dầu cho những tiên tri, Chúa xích dầu cho những vị vua, Chúa xích dầu cho người này người kia. Là Chúa xích dầu cho con người mà Thánh Linh ở với con người. Và họ làm phép lạ. Rồi đến thời kỳ tân ước này, Chúa Giêsu mà trở thành con người và Đức Chúa Trời xích dầu cho Chúa Giêsu là con người. Chứ không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời đó, Ngài cần gì đầy dạy Đức Thánh Linh? Amen. Sao mà ai amen? Amen. Rồi sao Chúa Giêsu Ngài xích dầu cho ai? Công vụ các sứ đồ chứ không phải là công vụ của Đức Thánh Linh. Amen. Công vụ của các sứ đồ mà. Các sứ đồ giảng đạo, đuổi quỷ, chữa lành, làm phép lạ và dạy dỗ họ. Và nền tảng đầu tiên là nền tảng của các sứ đồ, vì các sứ đồ ở với Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu đó đi và về trời, Chúa giao cho các sứ đồ mà, Chúa giao cho các môn đồ, Chúa giao cho các tín đồ mà. Amen. Nên sự sức giàu đó trên con người. Amen. Chúa Giêsu là con người để được sự sức giàu bằng Thánh Linh và quyền phép. Amen. Và cảm ơn Chúa để cho chúng ta thấy rằng trong Chúa Giêsu có một cái tấm gương quá diệu kỳ. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu đi, hãy bước vào cái sự sâu nhiệm trong Chúa Giêsu. Vậy có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể dẫn chúng ta vào cái sự sâu nhiệm về Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là khi Thánh Linh đến, Ngài sẽ dịch lòng chứng về ta. Amen. Thánh Linh đến, Ngài sẽ lòng chứng về ta. Ngài Đức Chúa Trời bày tỏ cho Chúa, bày tỏ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh thông hiểu mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ai có thể hiểu được Đức Chúa Trời? Amen. Nên qua Thánh Linh, Ngài bày tỏ về Chúa Giêsu. Qua Thánh Linh, Ngài bày tỏ về Đức Chúa Trời là Cha. Qua Thánh Linh, Ngài bày tỏ về chính Ngài là Đức Chúa Trời. Qua Thánh Linh, Ngài bày tỏ về lời của Ngài. Amen. Và chúng ta biết được là chúng ta có cái quyền trên Satan, có quyền trên tội lỗi, có quyền trên bệnh tật, có quyền trên một loài vạn vật nữa. Amen. Và những cái gì nó khác đi trong tâm trí chúng ta cần phải phá đổ. Amen. Cần phải bị phá đổ. Đừng lo cố thế đời đời, nhưng hãy được biến hóa của sự đổi mới tâm trí. Biến hóa của sự đổi mới tâm trí. Tâm trí cũ không xài nữa, xài tâm trí mới. Mà tâm trí mới là tâm trí của Chúa Giêsu. Chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu. Trong Cô Tô Nhì đoạn 2 câu 16 đúng không? Con người cũ của chúng ta đã được đóng đinh với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Con người tội lỗi đã bị tiêu diệt đi rồi. Ai chết thì không nô lệ cho tội lỗi nữa. Amen. Amen. Con người cũ đã được đóng đinh với Chúa Giêsu. Chúng ta phải sống con người mới. Chứ còn chúng ta thấy con quỷ nó quỷ này nó mạnh quá, chứ có đuổi được không? Cái bệnh này nó lớn quá, không biết rằng Chúa có làm không? Mà thường thường là mình hai chỗ cho Chúa mà. Đúng không? Nếu không được nhớ làm cái này chắc là do người ấy không có đức tin. Mình thì bao che. Đó là những cái tư tưởng mà chúng ta thấy rằng là trong Thánh Linh, Chúa sẽ nhắc anh chị em để anh chị em biết cái tư tưởng nào từ xác thịt, tư tưởng nào từ ma quỷ, tư tưởng nào từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tư tưởng loài người chỉ là hư không. Amen. Tư tưởng loài người chỉ là hư không. Thi Thiên 4:9 câu 11 đó là tư tưởng loài người chỉ là hư không. Con Tô đoạn 2 câu 7 chỉ là hư không. Như vậy thì chúng ta cần phải có tư tưởng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hãy đồng một tâm linh như Chúa Giêsu đã có. Amen. Chúng ta cần phải biết được điều này. Đừng rập khuôn theo đời đời, nhưng hãy được biến hóa sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
để biết được đó, thử nghiệm cho biết ý định tốt lành trọn vẹn. Ý định của Đức Chúa Trời là tốt lành trọn vẹn, chương trình hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình và thịnh vượng chứ không phải tai họa. Chúa nói như vậy, amen. Nên chúng ta cần phải biến đổi tâm trí đi, để có tâm trí mới, và tâm trí mới thì chúng ta sẽ nhận lãnh tất cả lời của Đức Chúa Trời, nhận lãnh tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời, nhận cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhận tất cả mọi điều mà Thánh Linh sẽ làm qua đời sống của chúng ta. Amen. Và nếu như vậy thì chúng ta tuyệt vời quá, trở thành những người rất là tuyệt vời. Amen. Chúng ta mở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 13 thì chúng ta xem cái câu kinh thánh này. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu số 13. Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em, vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu để được cứu rỗi bởi Thánh Linh, thánh hóa nhờ đức tin vào chân lý. Để được cứu rỗi bởi Thánh Linh, thánh hóa và nhờ đức tin vào chân lý. Nhờ vào tin vào chân lý và bởi đức tin thánh hóa, chúng ta được cứu rỗi. Có nghĩa là Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tâm trí cũ đó, cái tâm trí mà ở trong sự chết, ở trong tội lỗi. Chúa cứu chúng ta, cái sự cứu rỗi là sự cứu rỗi trọn lành. Có nghĩa là Ngài cứu chúng ta ra khỏi hồ lửa đời đời, ra khỏi sự chết, ra khỏi vương quốc của Satan, mà đem chúng ta vào nước của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài cũng cứu tâm trí chúng ta ra khỏi những cái tư tưởng hủy hoại, bởi vì sách Thế Ký đoạn 6 câu 12 nói rằng là xác thịt làm cho loài người bại hoại. Cái tư tưởng của con người không còn có gì nhớ đến Đức Chúa Trời nữa, bởi vì xác thịt có nghĩa là họ hoàn toàn theo đường riêng, ý riêng của mình, họ quyết định cho chính đời sống của mình, không còn nghĩ một chút xíu gì về Đức Chúa Trời. Nên sáng Thế Ký đoạn 6 đã nói điều đó. Và họ đã phạm tội lớn lao vô cùng, đã là con trai Đức Chúa Trời, thấy con gái loài người xinh đẹp mà lấy làm vợ, giữa người tin kính và người không tin kính lấy nhau, và kết cục là Chúa xóa sổ. Amen. Ngày hôm nay nhiều anh chị em cứ thấy đẹp lòng mình thì lấy. Cha mẹ có nói, một sư có nói, con không chịu. Mọi người đó đẹp ý con là con lấy thôi. Tại sao người ta sinh ra những người dành vậy? Bởi vì khi họ lìa bỏ Đức Chúa Trời và họ lấy dòng dõi người gọi đó, Thánh Linh lìa khỏi, Tà Linh xâm nhập, hôn nhân đó có Tà Linh là đó, mà nó làm cho sinh ra coi có rồi khác thường, lạ thường. Nhiều bây giờ chúng ta cũng thấy nhiều người rất là cao lớn, nhìn dạng cũng có, rồi có nhiều người sinh ra giống như là bị rúa xả, bị người ta gọi là bị bệnh đau, và nhiều người sinh ra thì nó khác thường và nó không có cái sự chúc phước của Đức Chúa Trời, nên rất là nguy hiểm. Hãy biến đổi tâm trí, hãy nhắc nhở cho con em của mình. Và tôi thì tôi quyết định rất là rõ ràng với con cái của tôi, tôi nói rằng là các con mà lấy người gọi thì tự xử, ba mẹ không đứng lên là để mà làm lễ cưới cho mình đâu. Bởi vì sao ba mẹ không có thể làm được điều đó? Còn tôi nói với Hậu Thánh luôn, Hậu Thánh mà có con của mình cưới người gọi thì đừng có mời, bởi vì mục sư không thể đánh chúc phước được, không có thể amen được cái điều này. Nên là chúng ta cần phải quyết liệt, chứ còn không thì cứ làm thủ tục. Có nhiều người làm thủ tục có nghĩa là nói người kia đi chúa xong, cầu nguyện làm lễ xong xuôi rồi, cái là cưới xong rồi phần ai đấy đi, phần
thờ phượng, ta thầm phòng để thờ phượng Đức Chúa. Mà cái người đó lấy từ gọi rồi, sao mà gọi là mạnh mẽ để mà thờ phượng Chúa được, bị lôi kéo nhiều, rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Nên chúng ta cần phải phá đổ đồng này. Thưa anh chị em, những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em. Vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu để được cứu rỗi. Amen. À, chọn để được cứu rỗi rồi gì nữa? Bởi Thánh Linh thánh hóa và nhờ đức tin và chân lý. Và được cứu, người được cứu thì Thánh Linh đến ngày thánh hóa người đó, trở thành của lễ sống và thánh tên lòng Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Công trình của một con người tin Chúa là như rơi nhất đồng 1 câu 2 nói là anh chị em được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời là cha, được thánh hóa bởi Thánh Linh để phong phục, được giải quyết bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy một con người tin nhận Chúa Giê-xu là ba thân vị của Đức Chúa Trời ở trên con người đó. Đức Chúa Trời là cha, là đấng chọn lựa, đấng kêu gọi, rồi Chúa Giê-xu là đấng độ huyết, và Thánh Linh là đấng thánh hóa. Ba thân vị ở trong một con người làm việc qua một con người để con người đó trở thành một con người thánh của Đức Chúa Trời, để trở thành một đền thờ thánh của Đức Chúa Trời, để trở thành của lễ thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta hình như chúng ta thấy ăn điển nó bình thường quá, tin Chúa được cứu nó thấy nhẹ nhàng quá, mà chúng ta không hiểu được. Nếu không hiểu được thì chúng ta không để sống một cái đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Làm có hiểu về sống diện của Đức Chúa Trời và những cái tư tưởng, những cái gì của thế gian đời này. Anh chị em thấy rằng là có những anh chị em đã sống trong Chúa quen rồi, đi ra ngoài đời sống với đời, họ nói ra nó bậy bạ không à. Mình thấy nó sao nó bậy bạ, nó tục tiểu, nó đùa, nó kêu gọi chọc, nó đủ thứ, nó dơ bẩn lắm. Nhưng mà những người thánh của Đức Chúa Trời thì nói ra những cái lời rất là tốt đẹp. Amen. Và lời là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho phép nói ra, đời đó là lời sống. Amen. Thì bây giờ người khác không có chửi bới, không còn những cái thứ đó nữa. Phát đổ tất cả, xác định phải phá đổ. Amen. Nóng giận phá đổ. Amen. Amen. Nó hành phá đổ. Amen. Còn ai nó muốn nó hành không? Mình nhớ là nó hành mô xe nha. Nó hành mô xe là bị phun đấy. Amen. Đừng có nói hành những con tớ của Chúa nha, đừng có xuống lại rồi thấy ổng thế này thế kia, bắt đầu nói hành là bị phun đấy, không có đơn giản đâu à. Phá đổ đó. Amen. Và có cái gì đó, đừng có tấn công một sư, nhưng mà hãy tấn công mấy cái tạo linh kia. Amen. Nhớ không ạ? Anh chị nhớ à? Bây giờ mình là người xây dựng, mình là đại sứ giải hòa. Amen. Chứ không phải là đại sứ gây lộn xộn, gây rắc rối, gây phân rẽ, nhưng mà đại sứ giải hòa. Nên chúng ta cần phải là người giải hòa để có sự tốt lành. Nếu mà con tớ của Chúa có điều gì sai trật, hãy cầu nguyện cho người ấy, chứ không phải là ngồi xuống nhà để nó hành thị nó từ Satan vào làm bầm, nó đến từ Satan, chống đối nó đến từ Satan. Và chúng ta phải đập đổ Satan, đập đổ tư tưởng của nó, chứ không phải đập đổ những người lãnh đạo của mình, đập đổ anh chị em mình. Bởi vì chúng ta không phải đánh trọng cái thịt còn huyết nữa. Amen. Đúng không? Phải quyết định nhé, phải có tâm trí của Chúa Giê-xu. Vì vũ khí chúng ta chiến đấu không phải là vũ khí của xác thịt, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đạp đổ các lý luận. Phá đổ hết chưa? Các thành lũy, những cái lô cốt trong cái tiền đồn của mình đó, phá đổ hết. Vì mà lý luận ấy, phá đổ. Nên những người mà lý luận là đó, người này lý trí, ông đó lý trí lắm, bà đó lý trí lắm, hay cãi lý luận không à. Nhưng mà người thuộc linh không có lý luận, không có lý luận, người ta bậy lý luận rồi để mà chống nghịch lại cái lời của Đức Chúa Trời đó, chứ không phải là lý luận tốt đâu. Lý luận để chống nghịch lại cái lời của Đức Chúa Trời. Nên là chúng ta cần phải đập đổ mọi lý luận, đồng lý, lý luận đập đổ hết. Amen. Mọi sự kêu căng nghịch với sự hiểu biết của Đức Chúa Trời,
mọi sự kiêu căng. Con người lý luận nó kiêu căng hả? Kiêu căng. Tôi nhớ lại một cái câu chuyện mà cái người thì dưới Bình Thuận nó lên đem hai chồng dẫn đứa con lên để giải cứu cho đứa con gái mình bị tạ linh. Lúc đầu thì cũng không đúng là tôn trọng mục sư, nhưng mà thấy mục sư cũng vui thích, vui tính, bình dân, nhẹ nhàng, rồi bắt đầu sổ ra. Nó nói mục sư ơi, tôi có cái câu này, tôi hỏi nhiều người không giải quyết được, không giải thích cho tôi được, nhưng mục sư giúp tôi như là khiêm nhường lắm nha. Ông nói, có phải Đức Chúa Trời là đấng toàn tri không? Mà tôi nói đúng rồi. Như vậy Ngài biết hết mọi sự không? Quá khứ, tương lai, hiện tại Ngài biết hết đúng không? Tôi nói đúng rồi. Như vậy thì ông biết Adam Eva phạm tội. Tại sao Đức Chúa Trời dựng Adam Eva để làm gì? Biết là phạm tội rồi còn dựng lên để làm gì? Rồi biết là phạm tội rồi còn dựng lên cây trái cấm để làm gì? Biết phạm tội còn đẻ nói quỷ nó cám dỗ để làm gì? Như vậy là tất cả là bởi Đức Chúa Trời cũng cần xả hết mà kêu căng. Lúc đó thì tôi rất là bình thường, tôi nói là đó là chết rồi. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cao hơn tư tưởng của ngươi bấy nhiêu, đường lối của ta cao hơn đường lối của ngươi bấy nhiêu. Tôi chỉ làm một câu vậy thôi, bắt đầu ông run cả người lên, cầm cập mà mặt mày nó tái mét hết rồi. Tôi thấy không biết chuyện gì xảy ra, tôi rất là cầu nguyện nhưng Chúa thương xót, nhưng Chúa tha thứ vậy. Một hồi con tỉnh lại, nó một xưa tí nữa tôi chết rồi, tí nữa tôi chết. Tôi nói chuyện gì xảy ra cho anh? Ông nói là tôi không nghe một sư, tôi cũng chẳng nhớ một sư nói gì. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán với tôi rằng là con hơn ta phải không? Con hơn ta phải không? Con hơn ta phải không? Hiếp quá mà tí nữa tôi chết. Lời của Chúa rất là quyền năng, mà xíu nữa là tôi chết. Đó là sự kiêu căng. Kiêu ngạo. Cái lý luận của mình, cái đầu của mình nó chút xíu không qua, có chút xíu thôi. Nhưng mà kiêu ngạo thấu đến trời, rất là kinh khủng. Nó có tư tưởng này là tư tưởng đến từ sợ năng, không? Tư tưởng đến từ sợ năng, vì nó muốn bằng Đức Chúa Trời, nó kiêu ngạo. Và nếu mà có sự kiêu ngạo phá đổ nó, amen, đừng có giữ nó, đừng có giữ nó trong đời sống của chúng ta. Những cái gì thuộc về sự chết, những gì của vương quốc của sợ năng, những gì thuộc về xác thịt của đời này, hãy phá đổ hoàn toàn, phá đổ để rồi chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu, amen. Mọi sự kiêu căng nghịch cùng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Hãy hiểu biết về Đức Chúa Trời, hãy hiểu biết về lời của Ngài, để chúng ta thanh toán những cái gì thuộc về đời này, thuộc về tôn lý, thuộc về lý luận, thuộc về con người, thuộc về xác thịt. Có lời Đức Chúa Trời chúng ta mới thấy những điều đó, không có lời Đức Chúa Trời chúng ta không thể thấy được, amen. Bởi vì chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ không tha. Chúng ta biết tiền thật thì giữa tiền giả mới mình mới biết được, mình xài tiền thật mình mới biết tiền giả. Nếu còn không là dễ dàng mình bị tiền giả. Nên chúng ta cần phải có lẽ thật, cần phải có lời Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nhận ra những cái gì nó thuộc về của Satan, vương quốc tư tưởng của Satan, chúng ta phá đổ nó. Tư tưởng của con người, tư tưởng của xác thịt, của tội lỗi, những tư tưởng thuộc về thế gian phải phá đổ. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế. Phải bắt mọi tư tưởng vâng phục Chúa Cứu Thế. Tôi cũng công bố tất cả đồng lý, tâm trí, lý luận phải nhân danh Chúa Giêsu phá đổ. Phá đổ đồng lý, phá đổ lý luận. Mọi sự từ cao nhất lên ngày công sự biết rồi phá đổ. Xong, trong danh Chúa Giêsu Christ, tâm trí này phải là tôi vâng phục Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tâm trí của con hạ xuống vâng phục Chúa Giêsu, hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy làm theo Chúa Giêsu, những cái tư tưởng từ Chúa Giêsu, những hành động từ Chúa Giêsu, hãy lập tôi vâng phục tâm trí. Amen. Được không? Amen. Phá đổ đi. Nhất là những anh chị em mà thường thường hay lên hiếp áp, nó mà chấm chớn nó tê nhân danh Chúa Giêsu, công bố phá đổ quyền lực của Satan, công bố
huyết áp của mình bình thường trở lại. Bởi vì mình có quyền lên luôn. Amen. Mình có quyền lên luôn. Trong danh Chúa Giêsu Christ, quyền năng của Thánh Linh thông qua đi và qua các đường máu. Chỗ nào mà máu đông, chỗ nào mà đường máu nó hẹp, trong danh Chúa Giêsu bởi quyền năng của Thánh Linh thông qua làm thông suốt các đường máu. Để đường máu chạy tốt. Amen. Mình có quyền năng Thánh Linh mà mình cứ không có sử dụng nó tiếc vô cùng. Amen. Phải sử dụng quyền năng của Thánh Linh. Hãy đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh hơn hết. Lúc mà anh chị em bị bệnh đó, là lúc sử dụng quyền năng. Amen. Chứ không phải là than vãn. Amen. Được không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy khỏe. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta cần phải tất cả những cái tư tưởng cũ kỹ, tư tưởng xấu là phải phá đổ hết. Và chúng ta phải theo lời của Chúa. Có lời của Chúa, cái đầu của chúng ta, tâm trí chúng ta cần phải có lời của Chúa. Amen. Đấy, đọc câu văn phục đem hết nha. Có nghĩa là lời của Chúa chết gì là amen, chứ không có chống lại nữa nha. Amen không ạ? Chúa Giêsu văn phục là văn phục cho đến chết. Chúa Giêsu văn phục cho đến chết đó. Nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên đất cao và danh Ngài trên hết mọi dân. Và nhờ như vậy đó, nhờ văn phục cho đến chết mà danh của Chúa Giêsu trên hết mọi dân, và danh nó được trao cho chúng ta để chúng ta sử dụng. Amen. Amen. Nên anh chị em hãy hạ mình xuống như Chúa Giêsu đã hạ, văn phục cho đến chết như Chúa Giêsu đã văn phục. Amen. Nếu mà hạ xuống sát đất rồi á, nó cần thì đào lỗ hạ luôn, được không? Chết luôn đi cho nó, cho nó tốt. Văn phục cho đến chết là khi chết trên cây thập tự. Và khi anh chị em đã hoàn toàn văn phục, chúng tôi cũng sẵn sàng xử phạt mọi hành động không văn phục. Khi anh chị em sẵn sàng văn phục, chúng tôi sẽ sao? Sẵn sàng xử phạt mọi hành động không văn phục. Ai là người văn phục rồi cảm tạ Chúa, ai chưa văn phục sẵn sàng phạt. Amen. Bởi vì giảng nhiều rồi mà không nghe giờ phải phạt chứ sao? Amen. Chúng ta nhớ rằng là Thánh Linh đến với chúng ta, quyền năng của Chúa đến với chúng ta thì chúng ta có một cái quyền rất là tuyệt vời. Khi Phaolô đến làm chứng cho các ông quan gặp Đinh Ba Giêsu, chúng ta nhớ không? Đinh Ba Giêsu nó cản ngăn, nó không cho ông quan đã tin Chúa. Phaolô nhìn thẳng mặt ông nói rằng là ngươi là con cái của quỷ vương, ngươi đang ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời, ngươi phải mù một thời gian. Mù liền, lãng quản liền. Cuối cùng là gì? Ông quan ông thấy tin Chúa luôn. Amen. Amen. Chúng ta có cái quyền mà. Amen. Do chúng ta không dám làm, nếu mà dám công bố ra chúng làm á. Bởi vì các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, cuối cùng làm việc với họ, xác chứng lời họ bằng dấu kỳ và phép lạ. Thì chúng ta công bố ra Ngài xác chứng dấu lạ ngay. Bởi vì Ngài tôn trọng chúng ta. Amen. Amen. Chưa không? Như vậy chúng ta không làm. Rồi chúng ta nhớ Eli lửa không? Eli là gọi là Eli lửa đó. Các phụ thích gì? Nói rằng là chúng ta nhớ vua Israel nói là cái vụ mà không mưa này là do tiên tri hết. Cái gì nó cũng đổ cho tiên tri hết, có gì chuyển gì trên nước rồi đổ cho tiên tri hết, rồi cuối cùng thì sai 50 người đến bắt tiên tri đây đi. Anh đội trưởng đó, anh không hách ngon lắm. Ở người của Đức Chúa Trời, hãy xuống cho bao, vua cần gặp ngươi. Tiên tri nói rằng nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa của Đức Chúa Trời giáng xuống thiêu đốt các người, thì lửa từ trời giáng xuống và 50 người chết thiêu luôn. Con quân thứ hai cũng đến cũng như thế, ở người Đức Chúa Trời đến, hãy xuống, vua muốn gặp ngươi. Nó ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt các người, thì 50 người đã tiêu tan luôn, chết cháy.
Sau đó 50 người sau thì sao? Cái người đó họ khôn, họ đến nhà quỳ lại trước câu tới của Chúa, người của Đức Chúa Trời. Đó là vì chúng tôi, vì những con người này xin tiên tri xuống núi và đến gặp con. Thì vừa mới đến và 50 người đó mới tiến. Chúa ban cho chúng ta có quyền năng để sự chữa lành cho người khác, để xây dựng cuộc đời của người khác, để biến đổi cuộc đời của người khác, để biến đổi cuộc đời của chúng ta, và cũng sử dụng để mà phá hủy kẻ thù. Amen. Amen. Chứ không phải là chỉ một mặt đầu gương hai lưỡi mà. Amen. Một mặt thì để biến đổi cuộc đời chúng ta, đem sự gây dựng cho hội thánh của Đức Chúa, đem sự giải cứu, sửa chữa lành tất cả những người tin nhận, còn người nào chống đối phạt. Amen. Đây nên chị em thì đừng có chống đối, đừng có gọi là đừng có cứng đầu cứng cổ giống như dân IC, nó bị phạt ấy. Mục sư thì không có nói, nhưng mục sư về nhà mục sư cầu nguyện. Ai mà cứng đầu thì bị phạt, không vâng lời là bị phạt. Nên nhiều anh chị em thì chúng ta thấy được lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem đến cái sự giải cứu tâm trí của chúng ta. Amen. Quyền năng của Đức Thánh Linh, nhất là đập đổ đồng lý luận, mọi sự tự cao, giới linh địch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và tiếp tục đó là quyền năng của Đức Thánh Linh bắt mọi tư tưởng lòng tôi phân phục Đức Chúa. Quyền năng của Đức Thánh Linh phạt những người không chịu phân phục. Amen. Amen. Quyền năng của Đức Thánh Linh được trang bị cho đời sống của chúng ta để đem lại sự gây dựng, cũng đem lại sự đón phạt. Amen. Amen. Và chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng mỗi đời sống của chúng ta và cho chúng ta thật sự biết sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh, biết công bố quyền năng của Đức Thánh Linh để Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể sử dụng đời sống của ta làm những việc tốt lành cho cả Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.